Việt Công Giáo xin kính chào quý cộng đoàn, xin gửi tới quý cộng đoàn bài viết về tiểu sử Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tên khai sinh là Joseph Aloysius Ratzinger, là một giáo hoàng của Giáo hội Công Giáo Roma. Ngài chào đời ngày 16 tháng 4 năm 1927. Ngài cai quản Hội Thánh Công Giáo từ ngày 19 tháng 4 năm 2005 cho đến khi Ngài thoái vị vào ngày 28 tháng 2 năm 2013. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 là giáo hoàng thứ 265. Ngài được bầu làm giáo hoàng trong Mật Nghị Hồng Y vào ngày 19 tháng 4 năm 2005. Thánh lễ đăng quang có tên chính thức là Thánh lễ khai mạc sứ vụ mục tử toàn thể hội thánh, được tổ chức ngày 24 tháng 4 và nhận ngai tòa giám mục tại Vương Cung Thánh Đường Thánh do An La Terano ngày 7 tháng 5 năm 2005. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 theo khuynh hướng thần học, nỗ lực giảng dạy và bảo vệ các giá trị truyền thống, các giá trị giáo lý Công Giáo. Vào thời điểm bầu làm giáo hoàng, Ngài cũng là Hồng Y Niên trưởng của Hồng Y Đoàn, tham gia quán xuyến các công việc của giáo hội trong thời gian trống tòa. Trong triều đại của mình, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đang nhấn mạnh một ước vọng để châu Âu quay trở về các giá trị cơ bản của Kitô giáo, phản ứng trước các khuynh hướng bài Kitô giáo và chủ nghĩa thế tục đang ngày một gia tăng ở nhiều quốc gia phát triển. Ngài cũng đã phục hồi một số truyền thống, và đặc biệt là làm cho các thánh lễ Tridentine có được một vị trí nổi bật hơn trong phụng vụ. Giáo hoàng Biển Đức 16 cũng là người sáng lập và bảo trợ của tổ chức Ratzinger, một tổ chức từ thiện quyên góp tiền từ việc bán sách và các bài luận, văn bản của giáo hoàng để lập quỹ học bổng cho sinh viên trên toàn thế giới. Được thụ phong linh mục năm 1951 tại quê hương Bavaria, cha Ratzinger dấn thân vào sự nghiệp học thuật và trở thành một nhà thần học được đánh giá cao vào cuối những năm 1950. Ngài được bổ nhiệm làm giáo sư chính thức vào năm 1958 ở tuổi 31. Sau một thời gian dài làm giáo sư thần học tại một số trường đại học Đức, Ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục Munich và Giessen, và được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục Tấn phong hồng y vào năm 1977. Đó là một sự thăng tiến bất thường cho một người có ít kinh nghiệm mục vụ. Năm 1981, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, là một trong những thánh bộ quan trọng nhất của giáo triều Roma, từ năm 2002 cho đến khi được bầu làm giáo hoàng. Ngài cũng là niên trưởng Hồng Y Đoàn. Ngày 24 tháng 3 năm 1977, cha Ratzinger được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Munich và Giessen. Trong hội nghị ngày 27 tháng 6, Ngài được Giáo hoàng Phaolô VI phong làm Hồng Y Linh mục hiệu tòa Santa Maria Consola Traian Tiburtino. Thời gian mật nghị năm 2005, Ngài là một trong 14 Hồng Y do Giáo hoàng Phaolô VI phong, và là một trong 3 người dưới 80 tuổi. Trong số này, chỉ có Ngài và Hồng Y William Wakefield có quyền tham gia mật nghị. Theo ký giả lão thành chuyên về Vatican San Romagister, trước khi trở thành giáo hoàng, Ngài là nhân vật chính trên sân khấu Vatican trong 1/4 thế kỷ. Ngài có ảnh hưởng không ai sánh kịp khi thiết lập các ưu tiên và phương hướng của giáo hội với tư cách là một trong những người thân cận nhất của Đức Gioan Phaolô II. Ngài đã sống ở Roma từ năm 1981. Các bài viết phong phú của Ngài thường bảo vệ các giá trị và giáo lý Công giáo truyền thống. Trong thời gian cai quản giáo hội, Đức Benedicto 16 ủng hộ việc quay trở lại các giá trị cơ bản của Kitô giáo để chống lại sự gia tăng thế tục hóa của nhiều nước phương Tây. Ngài coi việc thuyết tương đối phủ nhận chân lý khách quan, và đặc biệt là phủ nhận chân lý luân lý, là vấn đề trung tâm của thế kỷ 21. Giáo huấn của Ngài tập trung vào tầm quan trọng của Giáo hội Công giáo và sự hiểu biết về tình yêu cứu độ của Chúa. Đức Benedicto cũng làm sống lại một số truyền thống, kể cả việc nâng thánh lễ Latin lên một vị trí nổi bật hơn. Ngài củng cố mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và nghệ thuật, thúc đẩy việc sử dụng tiếng Latin và giới thiệu lại lễ phục truyền thống của Đức Giáo Hoàng,
Vì lý do đó Ngài được gọi là vị giáo hoàng của thẩm mỹ. Ngài cũng đề cao mối tương quan giữa đức tin và lý trí, giữa đạo lý và khoa học. Vì thế, Ngài được mô tả là lực lượng trí thức chính trong giáo hội kể từ giữa những năm 1980. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2013, Đức Benedicto bất ngờ tuyên bố thoái vị trong một bài phát biểu bằng tiếng Latin trước các hồng y, với lý do tâm trí và thể chất thiếu sức mạnh do tuổi cao. Việc thoái vị của Ngài có hiệu lực vào ngày 28 tháng 2 năm 2013. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên từ chức kể từ khi Đức Giáo hoàng Gregorio XII thoái vị vào năm 1415. Trước Đức Giáo hoàng Gregorio XII, vào năm 1294, Đức Giáo hoàng Celestino V là vị giáo hoàng đầu tiên thoái vị. Ngài được Đức Francisco kế vị vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, và Ngài chuyển đến tu viện mẹ giáo hội mới được trùng tu ở Vatican để nghỉ hưu vào ngày 2 tháng 5 năm 2013. Khi nghỉ hưu, Đức Benedicto XVI thỉnh thoảng xuất hiện trước công chúng cùng với Đức Francisco. Ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Đức, Đức Benedicto còn thông thạo tiếng Latin, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha ở mức độ lưu loát. Ngài cũng biết tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp trong Kinh Thánh. Ngài là thành viên của một số học viện khoa học xã hội, chẳng hạn như Học viện Khoa học về Luân lý và Chính trị của Pháp. Ngài thích chơi piano và thích nhạc của Mozart hay Bach. Vào ngày 4 tháng 9 năm 2020, Đức Benedicto XVI trở thành người sống lâu nhất đã từng nắm giữ chức vụ mục tử toàn thể hội thánh, ở tuổi 93, 4 tháng, 16 ngày, vượt qua Đức Leo XIII, qua đời năm 1903. Đức Benedicto cũng là vị hồng y cuối cùng còn sống trong số các vị hồng y được Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục tấn phong.